Dự án đã đấu thầu lựa chọn được đơn vị thi công đã hơn một năm nay nhưng vẫn chưa thể triển khai thi công bởi vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, trong khi nhu cầu trường lớp tại địa phương rất lớn. Đây là thực tế chúng tôi muốn đề cập liên quan đến dự án trường tiểu học khu vực Trung Nghĩa giai đoạn 1 trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Đây là khu vực Trung Nghĩa tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, được quy hoạch để xây dựng trường tiểu học. Dự án được thành phố phê duyệt đầu tư vào cuối năm 2019 với tổng mức gần 39 tỷ đồng trên diện tích xây dựng hơn 700 m². Đến tháng 5 năm 2021, quận Liên Chiểu đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị với giá trị trúng thầu là 25,6 tỷ đồng. Nhưng đến nay vẫn chưa thể thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đến nay thì trong quá trình vận động thì đã có một hồ sơ là đã bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó thì các hộ thì do liên quan đến về cái quyền lợi của từng hộ gia đình nên cũng là chưa đồng ý với các phương án đền bù bố trí tái định cư. Trong khu vực dự án trường tiểu học này có 17 hồ sơ giải tỏa, trong đó có 14 hộ dân. Chính quyền địa phương cho biết đây là đất nằm trong khu dân cư, chỉnh trang có người dân sinh sống từ lâu nên người dân cần tái định cư để ổn định cuộc sống. Vướng mắc lớn nhất của dự án trường tiểu học Trung Nghĩa hiện nay đó là các 7 trường hợp là nhà trên đất nông nghiệp. Thì theo quy định thì sẽ không được bố trí tái định cư. Tuy nhiên thì các trường hợp này là đang ở thực sự và không có nơi ở nào khác. Nếu mà người ta bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án thì không biết họ sẽ phải ở đâu. Nên là đây là cái vướng mắc lớn mà cũng mong các cấp chính quyền thành phố, quận cũng quan tâm về cái an sinh xã hội để là người ta có chỗ ở ổn định. Qua tìm hiểu, nhu cầu phòng học của quận Liên Chiểu đang tăng mạnh qua mỗi năm học. Năm học 2022-2023 cần 415 phòng học, năm học 2023-2024 là 435 phòng học và năm học 2024-2025 là 445 phòng. Hiện nay quận Liên Chiểu mới có 75% học sinh học 2 buổi một ngày. Nếu việc xây dựng mới các trường tiểu học chậm tiến độ, trong đó có dự án trường tiểu học khu vực Trung Nghĩa vẫn nằm trên giấy như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và khó có thể đảm bảo được mục tiêu 100% học sinh học 2 buổi một ngày. Đối với cái địa bàn phường Hòa Minh, tổng số trẻ trong độ tuổi đến trường, kể cả tiểu học và trung học, cơ sở rất là lớn. Trong lộ trình, toàn bộ khối 1, 2, 3, 4, 5 sẽ được học 2 buổi trên ngày. Nhưng số phòng học và số trường trên địa bàn phường Hòa Minh nó không đảm bảo được theo cái nhu cầu cấp thiết và thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.